Kính thưa quý vị, chỉ trong một tuần vừa qua, nhiều người dân làng An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hai lần đến công trường để phản đối và ngăn cản thi công xây dựng con đường phục vụ cho việc xây cầu Hải Vân thuộc dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân. Là bảo chúng núi tông không được này. Vừa là coi như là nhiễm độc nước, vừa khắc phục là một năm nó chưa được cái chi hết. Mới bỏ vài ban cả cái về là bắt đầu làm cầu. Hai nữa là coi như là xoáy đất, lỡ đất, bức mỏng, bức nhà, bức cửa người ta. Đó, mà dẫn chứ làm đây. Dự án này do công ty cổ phần Đèo Cả đầu tư với kinh phí khoảng 7.300 tỷ đồng, được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, khởi công cách nay hơn 3 tháng. Tại phía bắc hầm, để xây dựng cầu Hải Vân và đường dẫn hầm, công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Hamadeco chủ trì thi công đường công vụ bên dưới cầu Hải Vân hiện nay. Đơn vị này đã cho lắp đầm Lăng Cô bằng một khối lượng lớn đất, rọ đá lớn, đồng thời bê tông hóa con đường để vận chuyển vật liệu, tập kết các thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc xây cầu Hải Vân. Con đường này được xây dựng theo vết cũ của tuyến đường đất mà công ty cầu 7 Thăng Long xây dựng trước đây trong dự án hầm đường bộ Hải Vân. Người dân cho rằng hệ quả của sự cẩu thả trong việc thanh thải hoàn trả mặt bằng đường công vụ trước đây vẫn hiện hữu, khiến một khu vực rộng lớn đầm Lăng Cô bị bồi lấp, dẫn đến nạn xói lở bờ biển, uy hiếp làng mạc gia tăng vào mùa mưa lũ. Vì nó đổ cái tải nên nó ngắn bên tới lại. Dạ. Thì bên này tất nhiên bên này phải lỡ bờ rồi, tiền thối hết á. Coi chừng nó làm nó phù hợp, nó làm nó bán lại mặt bằng. Chứ nó xây cứng quyết luôn, nó xây giống như đổ bê tông luôn. Dân ở núi cả núi tôm đây này, nhà cửa đây này. Ừ. Trong khoảng thời tháng 7 tại đấy nó biệt đồng nghĩa là bắt đầu nó chạy nước quẹt đây tới. Nó quẹt đây hết á. Quẹt đây sẽ ảnh hưởng đến những dân ở núi tôm cả đây này. Bởi nhà cửa họ bơ hai bờ sông này. Lãnh đạo thị trấn Lăng Cô cho biết, đường công vụ này có chiều dài tính từ phía nam ra đầm Lăng Cô là 230m, phía bắc vào hướng ra đầm là 60m. Tuy nhiên, con đường được thiết kế mà không có hệ thống cống bên dưới để dòng chảy lưu thông, nên tác động đến dòng chảy khiến người dân lo lắng. Trước phản ứng gay gắt của người dân và ý kiến của chính quyền sở tại, Ban quản lý dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân cũng vừa có công văn gửi chính quyền địa phương cam kết sẽ chỉ đạo và giám sát nhà thầu thanh thải hoàn toàn đường công vụ, hoàn trả mặt bằng như ban đầu. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện, Ban quản lý dự án sẽ thực hiện và khấu trừ chi phí trong hợp đồng. Quá đối thoại với dân thì ban quản lý dự án các bạn chỉ có chồng bộ để chỉ cắt người đấy không được giao làm người ta còn ngoan này, nhưng vì này thay đổi dòng chảy người ta còn thì yêu cầu anh được bảo vệ luôn để giải quyết. Thì quá cảnh này thì sau khi đối thoại xong và trao đổi vì không có kết luận mà, tại vì mùi lòng vì đây là có giữa nhà thầu và đơn vị chính quyền địa phương và đơn vị thi công cũng như là bà con nhân dân thì có những ý kiến, và sau này khi cái có làm việc xong thì ủy ban thì sẽ có văn bản gửi cho đơn vị chủ ban quản lý dự án và chủ đầu tư đơn vị thi công và thực hiện đúng cả từ việc là những vấn đề mà người dân đặt kiến nghị và yêu cầu anh được bảo vệ cao hơn. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn cũng như theo dõi kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.